Khoảng 10 giờ sáng nay tại phòng khám đa khoa Hưng Hà trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, trong khi test nhanh COVID-19 đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 lần test. Ca nghi nhiễm là anh Lê Như Quy, 38 tuổi, quê ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, lái xe tải công ty Ánh Dương ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ. Ngày 23 tháng 7, lấy hàng ở quán gỏi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, sau đó di chuyển đến thành phố Hưng Yên đón anh Phạm Văn Hải, quê ở xã Nhật Quang, huyện Vũ Cừ. Cả hai đi vào thành phố Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 7, đi từ Đà Nẵng về thành phố Hưng Yên. Đến sáng nay, ngày 30 tháng 7, Phạm Văn Hải xuống Chợ Đầu chờ taxi để về nhà do con ốm. Còn anh Quy lái xe đến phòng khám đa khoa Hưng Hà, Phú Nối để xét nghiệm nhanh. Tại đây, hai lần test đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 16 giờ 30 phút, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu, thị xã Mỹ Hào xác định được 10 F1 là nhân viên khu vực lấy mẫu và 28 người đến test COVID, 24 F2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Nhân Hòa đã tạm dừng hoạt động và tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực phòng khám.